Cây giống nông nghiệp Tam Đảo xin chào các bác các anh chị nhé. Thì hôm nay em lại rất vui khi được quay trở lại để tiếp tục giới thiệu những cái dòng cây giống của bên em hiện nay đang cung cấp đi ra cho các bác các anh chị nhé. Thì trên tay em đây là một cái cây giống gỗ xoan, xoan đào các bác nhé. Đấy, cái xoan đào thì thân nó sẽ có màu đỏ như này nhé, nó gọi là xoan đào đấy. Cái dòng xoan đào này thì cũng khá quen thuộc rồi, là một cái dòng cây gỗ hiện nay đang được rất là nhiều người yêu thích trồng đấy, tại vì cái giá trị của nó mang lại cũng khá là tốt đấy, vẫn là cái dòng cây gỗ giá trị cao. Nó ngoài cái giá trị gỗ thì nó là cái cây cũng là cái cây cảnh quan cũng khá là đẹp đấy. Hiện tại thì bên em đang cung cấp rất là nhiều cái cây giống gỗ xoan đào này đi phục vụ cho bác. Đây các bác có thể nhìn, hiện tại bên em đang làm số lượng hàng vạn cây xoan đào để phục vụ đi cho các bác trồng trong năm 2023-2024 đấy. Hiện tại thì cái cây xoan đào này thì bên em mới ươm, kích thước thì nó hiện tại nó đang chỉ rơi vào khoảng độ tầm 15 cm thôi đấy. Cái kích thước tiêu chuẩn của nó thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 20 phân trên 20 phân thì bắt đầu có thể xuất vườn nhé. Những cây như những cây này thì cũng khá là nhỏ, em quay video chủ yếu là để giới thiệu cho các bác thôi, giới thiệu về cái cây giống xoan đào này thôi. Về cái kích thước của nó để đủ tiêu chuẩn xuất đi thì nó sẽ rơi khoảng độ ngoài một tháng nữa là kích thước của nó sẽ khá là cao đẹp đấy, cứ tầm khoảng 20 phân trở đi thì nó sẽ đảm bảo hơn các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến cái cây giống xoan đào này mà muốn trồng phát triển kinh tế thì có thể liên hệ cho bên em sẽ báo giá và tư vấn cho bác cách trồng và chăm sóc tốt nhất nhé. Còn video em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.